Mở đầu Pháp hội Vu Lan, hàng trăm Phật tử đã được Thượng tọa Thích Minh Nguyên chủ trì Tổ đình Tây Thiên, thành phố Huế giảng giải về chữ hiếu trong Đạo Phật bằng những câu chuyện dung dị từ điển tích Đức Mục Kiền Liên tận hiếu cứu mẹ hay những thầm lặng hy sinh của cha mẹ trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Chương trình đã đánh thức hiếu tâm trong lòng mỗi người con. Cha mẹ mình với con sống thì mình cũng hiểu đạo theo cái của mình. Rồi mình đi như vậy á, thì để cho con cháu sau này nó thấy mình như rửa, thì họ cũng tiếp bước theo để nó thể hiện cũng giống như mình là tri ân với cha mẹ mình vậy. Trong kinh Đức Phật dạy hiếu tâm tức thì Phật tâm, có nghĩa là cái tâm hiếu chính là tâm Phật. Vì thế những người con Phật nói chung tất cả đều hướng về các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi mùa Vu Lan trở về. Điểm nhấn và khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình chính là nghi thức bông hồng cài áo trong tiếng nhạc du dương. Những bông hồng biểu trưng cho mùa Vu Lan được các Phật tử nghiêm cẩn cài trên ngực áo, nhắc nhở về công ơn trời biển của đấng sinh thành. Dù đó hoa mang màu sắc gì, mỗi người cần trân trọng và biết yêu thương hơn cuộc sống này. 4 năm mình mới dám bước lên đây để cài bông hồng màu trắng. Thì mình cầu mong tất cả mọi người luôn cái cơ hội là cái mùa báo hiếu thì nên đối xử với ba mẹ, ông bà một cách nào đó để mà khi con trên cuộc đời này mình còn làm được cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, đó là sự trọn vẹn của một con người, đó là đạo lý của con người. Thì em cũng đã thấy được rằng nhiều người mất cha, mất mẹ và em cảm thấy em rất may mắn khi em còn đủ đầy đủ cha mẹ. Thì em tự nhắc nhở bản thân mình phải biết quý trọng bậc sinh thành và công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng em khôn lớn. Thông qua đây thì em cũng chúc những ai con ba, con mẹ hoặc là con đủ cả hai biết quý trọng công ơn sinh thành sinh dưỡng của cha mẹ. Dù cho trọn kiếp nhân sinh chẳng đền đáp nổi ân tình mẹ cha. Một mùa Vu Lan lại đến, nhắc nhở mỗi người con hướng về tri ân các bậc sinh thành cũng như thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc.